từng có những người thiếu gương mẫu, thậm chí cả người vi phạm pháp luật lọt qua các vòng hiệp thương, rồi được bầu vào các cơ quan dân cử các cấp. Tất cả đều đã bị bãi nhiệm sau đó, nhưng đã khiến cho dư luận bức xúc. Uy tín của các cơ quan dân cử vì thế mà cũng bị giảm sút. Làm thế nào để sàng lọc được người không đủ phẩm chất, uy tín thấp? Làm thế nào để lựa chọn những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực để giới thiệu đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp lần này? Cùng với công khai dân chủ, thực hiện nghiêm các quy định về công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trong hiệp thương và trong kiểm tra giám sát các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử. Hiện các địa phương đã tiến hành xong hiệp thương vòng 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Các bước tiếp theo chuẩn bị cho hiệp thương vòng 3 cũng đang được tiến hành. Theo dõi quá trình này thì nhiều ý kiến cho rằng cần phải thực sự dân chủ minh bạch, đặc biệt là phải không nể nang, né tránh trước các biểu hiện tiêu cực trong quá trình hiệp thương bầu cử. Và có như vậy thì mới loại được những trường hợp không xứng đáng lựa chọn được các ứng viên tiêu biểu nhất để giới thiệu đưa vào danh sách bầu cử. Phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 10 năm trước, đây là nơi bà Châu Thị Thu Nga, ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 13, lấy ý kiến nhận xét tại nơi cư trú. Trước đó, có nhiều đơn thư tố cáo tư cách ứng viên này. Bà Nga đã có những việc làm có dấu hiệu trái pháp luật. Tuy vậy, bà Nga vẫn lọt qua các vòng lấy ý kiến cử tri nơi cư trú để trở thành đại biểu Quốc hội. Có trường hợp là tôi có hộ khẩu, tôi đăng ký ở đấy, nhưng trên thực tế tôi không ở đấy. Và khi về lấy thì kể cả nhân dân ở dân cư họ cũng không biết. Không biết rằng là cái người đó được hỏi ý kiến thế nào. Thế thì chỉ sẽ nhận xét chung chung. Đấy, hộ khẩu một nơi, ở một nơi, họ hiểu nhau. Thế nhưng mà cái cách làm của ta thì đôi lúc là cứ theo cái thông lệ thì hỏi đi về thì đương nhiên là thôi không biết thì phải nhận xét là chung chung, không có biểu hiện gì. Thế là coi như lọt. Bởi có thể người ta phạm tội, người ta bộc lộ những cái hạn chế, những cái thiếu sót ở cái nơi khác, chứ họ không bộc lộ ở nơi cư trú. Liên quan đến quy trình kiểm soát chất lượng ứng viên, theo quy chế, việc giới thiệu bà Nga do tổ chức các doanh nghiệp vừa và nhỏ giới thiệu lên. Bài học rút ra là việc giới thiệu người ứng cử phải được xem xét thấu đáo trong quá trình hiệp thương. Mặc dù quy trình rất chặt chẽ như thế, nhưng mà cái việc mà có những người họ biết cách giấu mình, họ đánh lừa tổ chức, đánh lừa tai mắt người dân. Và rất nhiều trường hợp như vậy, chúng ta thấy là ngay cả cán bộ chúng ta ở nhiều cái lĩnh vực, ở cấp cao, nhưng mà đến khi có vị trí rồi cũng vi phạm đạo đức. Thì tôi cho đấy là một câu chuyện là không phải là không xảy ra. Tuy nhiên, với cơ quan có trách nhiệm thì đấy là cái bài học hết sức là đau xót, cần phải rút kinh nghiệm trong các quy trình giám sát chặt chẽ. Chuyện để người không đủ tư cách như bà Châu Thị Thu Nga lọt vào Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất là đáng tiếc, nhưng rất đáng suy nghĩ khi đây là trường hợp không phải cá biệt. Ngay khi vụ việc bà Nga chưa kịp rút kinh nghiệm, dư luận lại nóng lên đối với trường hợp bà Phan Thị Mỹ Thanh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, người bị bãi miễn tư cách đại biểu. 5 năm trước, từng có nhiều dư luận không tốt khi vị cán bộ này ký nhiều văn bản cho phép công ty gia đình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương. Tuy nhiên, khi đó, vấn đề đã không được xem xét trong hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Khi mà đơn vị mà bà Thanh đang công tác, bà Thanh đã có nhiều cái sai phạm nhưng mà họ vẫn giới thiệu ứng cử, họ bỏ qua vì nể nang hoặc là vì xê xoa những cái sai phạm đó, và người dân bầu cử thì họ đâu biết, cho nên họ vẫn bầu bà Thanh. Là cử tri thì tôi rất là mong muốn rằng là phải có sự sàng lọc ngay từ ban đầu, kỹ lưỡng, các cái đơn vị phải kiểm tra rõ ràng các cá nhân để giới thiệu, bởi vì người dân họ cần những người có đức, có tài để đứng ra làm đại biểu Quốc hội. Nhìn lại chuyện cũ để rút bài học cho hiện tại, để có thể lựa chọn được người xứng đáng để giới thiệu vào danh sách ứng cử, trách nhiệm của các cơ quan và Mặt trận Tổ quốc các cấp trong lựa chọn giới thiệu người ứng cử cần phải được đề cao. Nhất là phải từ ở cơ quan tổ chức đơn vị của anh, không ai biết hơn anh hết, bởi vì cái cán bộ đó anh giới thiệu vừa phải đúng là phải có năng lực, trình độ, đạo đức, vừa đại diện cho cái quyền lợi của nhân dân. Thế thì anh phải lựa chọn người. Thế thì trước hết trách nhiệm ở đây là gì? Anh là anh lãnh đạo cơ quan đó, ban lãnh đạo cơ quan đó phải chọn người đầu tiên, phối hợp với ban cấp hành đoàn, anh phải lựa chọn với đúng người để giới thiệu. Giám sát phát hiện thì sự vi phạm pháp luật về bầu cử để mà kiến nghị các cơ quan tổ chức có thẩm quyền để giải quyết.
Ví dụ như vậy là vi phạm cái vận động bầu cử không đúng quy định của pháp luật thì cũng phải kiến nghị. Hay là cái việc lập danh sách của cử tri mà cử tri như vậy là khiếu nại thì như vậy là mặt trận cũng phải như vậy tập hợp cái ý kiến đó để kiến nghị các cơ quan xem xét giải quyết. Hiện tại thì công tác giám sát bầu cử đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp đồng loạt triển khai để bảo đảm tất cả các khâu, các công việc chuẩn bị cho bầu cử được tiến hành đúng theo luật định và đúng tiến độ. Để công việc giám sát hiệu quả thì cùng với tập huấn kỹ về bầu cử, ở nhiều nơi Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phân công cho cán bộ phụ trách thường xuyên theo dõi địa bàn, giám sát các nội dung theo kế hoạch để vừa hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi giám sát các giai đoạn bầu cử để kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến các ứng viên để xử lý kịp thời. Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Một buổi rà soát hồ sơ người dự kiến được giới thiệu ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp. Tất cả các công việc đều phải được tiến hành thận trọng và kỹ lưỡng. Qua rà soát, 100% hồ sơ được thông qua đều phải đúng theo luật định. Tây Hồ là chúng tôi có 68 trên 68 hồ sơ của những người ứng cử, 34 đơn vị được các cái tổ chức giới thiệu của người ứng cử đại biểu Hội đồng dân trên địa bàn quận. Thì qua sơ bộ rà soát đánh giá thì bước đầu đã hoàn thành được các thủ tục đối với các đoàn kiểm tra và đoàn giám sát để nhằm giúp cho các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện cái việc bầu cử tại địa phương của mình thực hiện đúng theo quy trình thủ tục của luật và tránh những cái sai sót không đáng có trong quá trình tổ chức triển khai. Không chỉ có kiểm tra rà soát hồ sơ, thời điểm này Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố cũng đang tăng cường kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Tất cả các công việc phục vụ cho bầu cử, từ công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri, hiệp thương lập danh sách sơ bộ người ứng cử đều được giám sát chặt chẽ. Những biểu hiện không đúng quy định đều được phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời. Vì yêu cầu của công tác bầu cử thì cũng rất là đa dạng và phức tạp, gắn với cái đời sống thực tiễn của nhân dân. Đấy, cho nên là việc kiểm tra giám sát phải có được cái kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết nhất. Đấy, và sau đó là có kế hoạch cụ thể, xác định đối tượng nội dung cụ thể. Đấy, và nội dung thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn Mặt trận các cấp rồi, rất là đầy đủ từng bước, từng khâu công việc, ưu tiên những địa bàn trọng tâm trọng điểm. Nhưng quan trọng nhất là giám sát để mà nắm chắc tình hình. Dự báo đúng được tình hình thì sẽ tham mưu xử lý tốt, không để bị động phát sinh. Nếu mà xác thực đúng là những cái người được giới thiệu ứng cử đó không đảm bảo tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước sẽ phải đưa ra khỏi danh sách. Đối với cái việc mà người dân hoặc cử tri có ý kiến khiếu nại tố cáo đối với người ứng cử thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng phối hợp với Ủy ban Bầu cử huyện nữa là chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ công tác để mà phục vụ công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, sẽ thực hiện ngay các cái bước xác minh và giải quyết các cái ý kiến của người dân đảm bảo theo đúng quy định. Hiện nay thì ngay sau khi kết thúc cái hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo quy định thì chúng tôi xác định là việc lựa chọn những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì phải đảm bảo tiêu chuẩn số lượng, cơ cấu thành phần theo đúng quy định. Chính vì vậy nên là công tác kiểm tra giám sát thì đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy nên là chúng tôi đã thành lập 4 đoàn kiểm tra giám sát việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp do 4 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh trực tiếp làm trưởng các đoàn và chia làm 3 đợt kiểm tra. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra thế và đặc biệt là cơ quan công an tỉnh để phối hợp thẩm định hồ sơ của tất cả các cái đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân mà được giới thiệu ứng cử hoặc là tự ứng cử để đảm bảo cái tiêu chuẩn số lượng, tiêu chuẩn chính trị rồi các cái điều kiện khác theo đúng các cái quy định của pháp luật. Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2021, tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người. Trong đó, cả nước sơ bộ có 76 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Tính cả số người tự ứng cử, thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người trên một đại biểu được bầu. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan trong giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm đúng quy định. Mặt trận từng cấp có trách nhiệm tổ chức các cuộc giám sát để qua đó tổng hợp ngay các ý kiến, kiến nghị. Trong từng giai đoạn,
từng bước. Qua giám sát, nếu có những điều bất cập thì kiến nghị hoàn chỉnh ngay để đảm bảo đúng quy trình với 16 mốc chính của công tác bầu cử. Quan trọng nhất hiện nay là giám sát cái thu nhập và cái gọi tờ khai thu nhập. Vì nếu mà biểu hiện tham nhũng hoặc gì đó thì nó thể hiện chính ở cái thu nhập của người ta. Và về vấn đề này không chỉ có trách nhiệm của mặt trận mà tức là các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước phải làm những cái chức năng mà họ được giao. Anh mà khai tờ khai không trung thực thì tôi đề nghị là tất cả ủy ban đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận và ban thường trực ủy ban mặt trận các cấp là cương quyết không đưa vào danh sách giới thiệu. Trách nhiệm giám sát thì ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã có một cái lịch trình giám sát, và mặt trận tổ quốc thì Việt Nam thì cũng có cái chương trình giám sát. Đợt một này là cũng phải xem xét tất cả các cái trình tự thủ tục liên quan đến cái phần mà thành lập các đơn vị bầu cử rồi hoạt động của các cái tổ chức bầu cử, như đặc biệt là cái việc mà những công việc sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai là sẽ phải tổ chức thực hiện tốt việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú, kể cả người tự ứng cử. Và chúng tôi thấy là những cái phần việc liên quan công tác giám sát thì nó phải có sự giám sát của người dân rồi các kênh thông tin. Theo kế hoạch, từ nay đến 18 tháng 4, để tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thời gian không còn nhiều. Đối với mặt trận tổ quốc các cấp, việc quan trọng nhất lúc này đó là giám sát chặt chẽ các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với các ứng cử viên, đảm bảo cho các hội nghị này diễn ra thực chất, đúng quy định. Bởi hơn ai hết, chính cử tri sẽ là người cầm lá phiếu, quyết định những người xứng đáng đại diện cho mình. Cử tri có quyền giám sát, theo dõi đối với người mà mình bầu ra. Chính vì thế, mặt trận và các cơ quan có trách nhiệm cần tuyên truyền cho người dân hiểu hơn về quyền của mình và có ý thức hơn cho việc lựa chọn bầu ra những người xứng đáng đại diện cho mình. Nếu công tác giám sát, công tác hiệp thương được tiến hành chặt chẽ ngay từ đầu thì sẽ chọn được đại biểu xứng đáng và nâng cao được chất lượng của đại biểu cơ quan dân cử. Ai cũng mong cơ quan quyền lực nhà nước có những đại biểu có chất lượng, có tâm, có tầm, hết lòng vì dân, vì Đảng, vì đất nước.